Câu số 12. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Đây là đạo hàm U mũi N đạo hàm. Nó là N nhưng U mũi N trừ 1, thiếu U phẩy. Cái này là U chia V đạo hàm. Thì phải là U phẩy V trừ U nhân V phẩy chia V bình đúng không? Cái này dấu trừ mới đúng. Cái này là U trừ V đạo hàm. Thì nó là U phẩy trừ V phẩy thôi, cái này sai này. Còn cái này đạo hàm thì nó là A nhân G trừ C nhân B, tất cả chỉ cho C cộng G tất cả bình. Cái này đạo hàm đúng này. Đáp án G nha em. Câu 12 đáp án G. Rồi. Tiếp tục câu số 13. Cho liêm của Fx khi x tiến đến 3 là bằng trừ 2. Người ta hỏi là liêm của Fx cộng 4x khi x tiến đến 3 bằng bao nhiêu. Vậy thế vô thôi. X tiến đến 3 của Fx là trừ 2 cộng với 4 nhân trừ nhân 3. 12 trừ đi 2 là bằng 10. Đáp án là bằng 10 những em. Câu 13 đáp án C. Câu số 14. Người ta cho liêm của Ax cộng cho căn bậc 2 x bình trừ bấy cộng 5 chia cho 2 x trừ 7 khi x tiến đến dương vô cùng. Giới hạn này bằng 2. Người ta hỏi là khi đó A nó thuộc vào cái mệnh đề nào. Rồi. Thì các em dùng ngoắc cử đại diện nha các em. Khi x tiến đến dương vô cùng thì cái đại diện này nó chính là Ax. Cộng cho cái chỗ này là x tiến đến dương vô cùng thì căn của x bình nó bằng x. Ở dưới mẫu đại diện nó là 2x. Vậy đơn giản đi thì nó ra là A cộng 1 nhân trên cho 2. Vậy bằng 2 nha. Theo đề cho cái giới hạn này bằng 2. Vậy sẽ ra A bằng 3. A bằng 3 thì đáp án C nha em. Câu 14 đáp án C. Được chưa? Tiếp tục ra qua câu 15. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào liên tục trên R? Thì cái hàm số này có tập xác định là g bằng r trừ 5, không thể nào liên tục trên r được. Thằng này tan x thì muốn có nghĩa thì có đích khác không cũng không liên tục trên r. Này là x phải lớn bằng 6 thì cũng không thể liên tục trên r được. Thì cái hàm này thôi. X bình cộng 4 là luôn luôn dương, cho nên là cái hàm này liên tục trên r này. Rồi, câu số 16 g. Câu số 17. Đạo hàm nào sau đây là đúng? Đạo hàm sin là bằng trừ cos sai nha. Đạo hàm cos nó phải bằng trừ sin, cái này cũng sai. Đạo hàm cotan là bằng trừ 1 phần sin bình, cái này đúng này. Đạo hàm tan thì nó là 1 chia cos bình chứ nó không phải là trừ 1, cái này sai. Thì đáp án 16 là C nha các em. Tiếp theo câu số 17. Tìm các giá trị của M để cho Fx bằng cái này. Liên tục đại x bằng 3. Chúng ta muốn liên tục tiếp bằng 3 thì liêm của Fx khi x tiến đến 3 nó phải bằng F của 3. Ở đây liêm của Fx khi x tiến đến 3 là bằng liêm 3x bình trừ 11x cộng 6 chia cho x trừ 3 khi x tiến đến 3. Nó bằng F của 3 là bằng M bình trừ 9 nha các em. Ở đây các em thay số 3 vào tử và mẫu nó đều bằng 0, cho nên chúng ta áp dụng quy tắc L'Hôpital. Đó là chúng ta sẽ bằng liêm khi x tiến đến 3 của cái tử đạo hàm chia cho mẫu số đạo hàm. Mẫu số đạo hàm là 1. Còn tử số đạo hàm là bằng gì? 6x trừ 11. Rồi, bên phải này ghi lại thôi. Vậy bây giờ chúng ta chia thế số 3 vào. 18 trừ đi 11 là 7. Nó bằng M bình trừ 9. Như vậy đây là M bình bằng 16. Vậy đây M bằng cộng trừ 4 nha. Đó. Nó là cái quy tắc L'Hôpital là khi mà thế x không vào mà nó ra được là cái dạng không chia không á, thì mình thay vì mình thế vào thì mình thế vào cái đạo hàm của tử chia cho đạo hàm của mẫu nha em. Câu 17 xong nha. Tiếp tục câu số 18. Người ta cho hình chóp SABCG này. Có đáy là hình chữ nhật. AG nó bằng A căn 3.
Em rỉ anh nhanh hả? A dê đó là A căn 3 nha. A dê nó bằng A căn 3 thì mình ghi căn 3 thôi. SA nó vuông góc với mặt phẳng đáy này. Đấy là chữ nhật nha. Rồi SA nó bằng A, mình ghi bằng 1 thôi. Người ta hỏi là góc giữa SD hả? AD bằng căn 3 là lộn rồi. Cái này là chữ D này, này điểm B nha. Rồi, người ta hỏi là góc giữa SD và mặt phẳng SAB nó bằng bao nhiêu nha? Ở đây là góc giữa SD và mặt phẳng SAB chứ không phải là mặt phẳng đáy ABCD, em đừng nhầm nha. Rồi, vậy đây là góc giữa cạnh bên với lại mặt SAB, nó là mặt đứng nha các em. Góc giữa cạnh bên với mặt đứng thì chỉ cần từ D chúng ta kẻ vuông góc đến cạnh đáy của mặt đứng. Tức là từ D chúng ta kẻ AD này vuông góc với mặt phẳng SAB. Thì khi đó AD này sẽ vuông góc với lại là xin lỗi, nãy là AD kẻ vuông góc với lại AB chứ. Thì khi đó AD này vuông góc với mặt phẳng SAB, được chưa? Như vậy thì hình chiếu của SD lên mặt phẳng SAB nó chính là SA. Do đó góc giữa SD với mặt phẳng SAB chính là góc giữa DSA, chính là góc này. Thì góc này chúng ta dùng tan hả? Tan của góc DSA. Tìm tan thì lấy gì? Đối chi huyền căn 3. Đúng không? Đúng chứ, đối chi kề. Vậy suy ra góc DSA là bằng bao nhiêu? 60 độ đúng không? 60 độ. Như vậy góc giữa SD và mặt phẳng SAB nó bằng 60 độ, đáp án B nha. Rồi, câu số 18 đáp án B. Tiếp tục câu số 19. Câu số 19 là một cái câu khá là khó nha các em. Khá là khó. Rồi.